Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Báo Nông nghiệp Việt Nam long trọng tổ chức đêm tri ân và khai mạc giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 Hành trình về đất lửa. Đây là sự kiện quan trọng hướng tới lễ hội Vì Hòa Bình lần thứ nhất năm 2024, lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị, và kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tham dự có đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và các vận động viên. Phát biểu tại đêm tri ân và lễ khai mạc, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 tạo tiền đề quan trọng trong việc hình thành giải chạy marathon chuyên nghiệp hàng năm tại tỉnh Quảng Trị, tạo nên sản phẩm du lịch thể thao mới trong định hướng phát triển của địa phương. Đặc biệt, với chủ đề Hành trình về đất lửa, giải chạy bộ là hoạt động cụ thể tôn vinh giá trị của hòa bình, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì đất nước, thiết thực đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, Quảng Trị Marathon 2024 Hành trình về đất lửa không đơn thuần là một giải chạy, mà còn là những bước chạy tri ân mảnh đất chịu đựng vô vàn gian khổ, hy sinh của dân tộc Việt Nam trong chiến tranh. Mỗi bước chạy của vận động viên tại Quảng Trị Marathon 2024 Hành trình về đất lửa mang theo nhịp đập của tình yêu thương, san sẻ. Từ đó, ban tổ chức quyết định doanh thu bán vé của giải chạy sẽ được ủng hộ Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa tỉnh Quảng Trị nhằm hỗ trợ chăm lo đời sống cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sau lễ khai mạc, rạng sáng hôm nay, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 cự ly 21 km, 10 km và 5 km. Ở cự ly 21 km, các vận động viên xuất phát lúc 4 giờ 15 phút tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh. Với các cự ly 10 km và 5 km, điểm xuất phát tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị. Đích đến của các cự ly là tại Quảng trường Giải phóng thị xã Quảng Trị. Giải chạy có gần 3.000 vận động viên đăng ký tham dự đến từ nhiều địa phương trên cả nước và quốc tế, trong đó có 6 vận động viên đến từ Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và có những vận động viên chuyên nghiệp đã đăng ký tham gia như Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Trung Cường thuộc tuyển Điền Kinh Việt Nam. Tham gia giải chạy cũng muốn cùng với các cộng đồng những người thích chạy bộ cùng nhau lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, phát triển nâng cao thể chất của mình, qua đó thì có một cuộc sống hiệu quả hơn, năng động hơn. Và qua đây khi mà mình giải chạy được diễn ra trên một hành trình trở về với đất lửa, là một cái mảnh đất vô cùng khốc liệt từ trước đến nay, và em mong muốn rằng là mỗi chúng ta luôn ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ đã mãi mãi nằm xuống hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Một cái giải đấu này là cùng một giải đấu có thể thu hút rất nhiều vận động viên để mọi người có thể biết đến Quảng Trị, biển đảo Đông Hà, cũng như đến cái vùng đất linh thiêng nó gắn liền với một lịch sử rất lâu dài trong quá khứ của chúng ta, một lịch sử hào hùng liên quan đến những người hùng dân tộc và nhiều người hùng chúng ta đổ máu tại đây. Để giữ lại cho ngày hòa bình ngày hôm nay, và đặc biệt là giữ cho những vận động viên chúng tôi có thể chạy trên đường một cách an toàn, vui vẻ và đầy hạnh phúc. Chưa bao giờ đi Quảng Trị nên em rất háo hức và muốn tham gia cái giải chạy này. Và thực ra cung đường ở đây rất là đẹp, mặc dù thành tích của em thực ra là không cao so với cả trước kia, nhưng mà em cảm thấy rất là hài lòng. Rất là cảm ơn ban tổ chức ở tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ra một cái giải chạy rất là ý nghĩa như thế này, để tri ân tất cả những anh hùng liệt sĩ đã vì tổ quốc mà đã hy sinh. Em rất là tự hào về đất nước mình và tự hào về tỉnh Quảng Trị của mình. Sau hơn 3 giờ tranh tài sôi nổi, các vận động viên đã hoàn thành xuất sắc phần thi trên chặng đua của mình. Ở mỗi cự ly thi đấu, ban tổ chức trao giải cho 7 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ có thành tích tốt nhất với tổng giải thưởng tiền mặt trị giá trên 100 triệu đồng cùng những phần quà đến từ các nhà tài trợ. Ở cự ly nam 21 km, vận động viên tuyển Điền Kinh Việt Nam Nguyễn Trung Cường cán đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 14 phút 14 giây. Ở nội dung 21 km dành cho nữ, vận động viên Nguyễn Thị Oanh về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 22 phút 39 giây. Ở nội dung 10 km dành cho nam, vận động viên Lương Đức Phước về đích đầu tiên với thành tích 34 phút 59 giây. Ở nội dung 10 km dành cho nữ, vận động viên Nguyễn Khánh Ly về nhất với thời gian 40 phút 0,1 giây. Ở nội dung 5 km dành cho nam, vận động viên Lê Văn Thao về nhất với thành tích 17 phút 5 giây.
Ở nội dung 5 km dành cho nữ, vận động viên Băng Long Trinh về nhất với thành tích 21 phút 3 giây. Trước đó, tại nhà hành lễ Bến Thả Hoa bờ Nam sông Thạch Hãn, ban tổ chức giải chạy Quảng Trị Marathon 2024 Hành trình về đất lửa long trọng tổ chức lễ dâng hương và đêm hoa đăng tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của Tổ quốc đã chiến đấu anh dũng và hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị năm 1972. Ban tổ chức trao tặng số tiền trên 311 triệu đồng thu được từ tiền bán vé cho Quỹ Đền ơn Đáp Nghĩa tỉnh Quảng Trị. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, Báo Nông nghiệp Việt Nam và ban tổ chức tặng 10 phần quà gửi đến các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Báo Nông nghiệp Việt Nam và Quỹ Thiện Tâm dành tặng 100 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại hai huyện Triệu Phong và Vĩnh Linh. Báo Nông nghiệp Việt Nam và Tập đoàn Tân Á Đại Thành trao tặng 15 máy lọc nước cho các điểm trường trên địa bàn huyện Đằng Hóa, huyện Đắk Cờ Rông, tỉnh Quảng Trị.